Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn bình an, hạnh phúc và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, khi thai nhi được 35 tuần tuổi sẽ phát triển như thế nào, sự thay đổi trên cơ thể mẹ ra sao và những điều mẹ cần lưu ý là gì sẽ có trong video ngày hôm nay của Kiến thức mẹ bầu. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thai nhi 35 tuần tuổi, lời khuyên dành cho mẹ. Thứ nhất, giai đoạn phát triển của thai nhi. Thai nhi phát triển như thế nào? Bé lúc này có kích thước cỡ một quả dưa hấu, nặng khoảng 2,38kg và dài khoảng 46cm. Với kích thước này, sẽ không còn chỗ trong tử cung cho bé chuyển động. Vì thế, bé sẽ ít dẫy đạp hơn, nhưng nếu có thì sẽ đạp rất mạnh. Chất béo đang được hình thành khắp cơ thể của bé, đặc biệt là xung quanh vai, nếu bé ở vị trí đầu sinh trước. Đầu của thai nhi sẽ nằm dựa trên xương mu của mẹ để chuẩn bị cho việc chuyển dạ. Thứ hai, sự thay đổi trên cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ thay đổi như thế nào? Trước đây, tử cung của mẹ được xương chậu bảo vệ hoàn toàn, thì trong thời kỳ này lại lớn lên đến phần dưới khung xương sườn. Nếu mẹ có thể nhìn thấy bên trong tử cung, mẹ sẽ thấy rằng bé chiếm nhiều thể tích hơn so với phần nước ối. Việc tử cung phình to ra sẽ chèn ép lên các cơ quan nội tạng khác. Đó là lý do tại sao mẹ phải đi tiểu thường xuyên hơn và có thể đối mặt với chứng ợ nóng và đau dạ dày. Nếu mẹ không phải vật lộn với những điều khó chịu này, thì mẹ là một trong số ít những phụ nữ rất may mắn khi mang thai. Những điều mẹ cần lưu ý là gì? Đã bao giờ mẹ tự hỏi tại sao trẻ khóc nhiều khi chúng được sinh ra? Đó là bởi vì bé đã khóc ngay từ khi còn bên trong rồi. Điều này là sự thật. Theo các nhà nghiên cứu, bào thai ở 3 tháng cuối thai kỳ đã có các hành động như khóc, đun cằm, mở miệng, hít sâu và thở ra, giật mình trước một tiếng ồn lớn và rung động ở gần bụng của mẹ. Phản xạ này phát triển từ sớm ngay cả ở những trẻ sinh non. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi các bé hoàn thiện kỹ năng này rất lâu trước khi sinh ra đời. Mẹ nên nói gì với bác sĩ? Dù sắp tới ngày sinh, nhưng một số bé vẫn sẽ tiếp tục phát triển đều đặn cho đến tháng thứ 10. Nếu trường hợp này xảy ra, có thể bé quyết định ở với mẹ lâu hơn một chút. Mẹ nên hỏi bác sĩ những điều nên chuẩn bị khi trẻ sinh muộn. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu bé quyết định rời khỏi tử cung đúng thời điểm mà không cần sự thúc đẩy nào. Những xét nghiệm nào mẹ cần biết? Mẹ sẽ dành hầu hết thời gian tại phòng khám của bác sĩ trong tháng này. Những lần khám trong thời gian này sẽ có nhiều điều thú vị. Bác sĩ sẽ ước tính kích thước của em bé và thậm chí có thể dự đoán về thời gian mà bé chào đời. Nếu có câu hỏi hoặc vấn đề nào mẹ muốn thảo luận, đặc biệt là những điều liên quan đến chuyển dạ và sinh nở, chẳng hạn như tần số và thời gian kéo dài của các cơn co thắt trước khi chuyển dạ và các triệu chứng khác mà mẹ đã trải qua, đặc biệt là những triệu chứng không bình thường. Thứ tư, sức khỏe và an toàn. Mẹ cần biết những gì để đảm bảo an toàn trong thai kỳ? Thứ nhất, sử dụng chăn điện. Chăn điện là một món đồ rất tiện lợi và hoàn toàn an toàn cho bà mẹ. Tuy nhiên, mẹ cần chú ý chỉ để nhiệt độ vừa đủ ấm nhưng không quá cao để không bị bỏng hoặc làm tăng nhiệt độ cơ thể. Điều này có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển của bé. Thứ hai, tư thế ngủ. Vào những tháng đầu của thai kỳ, mẹ có thể giữ thói quen nằm ngửa vì trọng lượng của em bé chưa lớn lắm. Nhưng vào khoảng 3 tháng giữa thai kỳ thì bé phát triển nặng hơn và mẹ nên chọn một tư thế ngủ khác. Hãy khám và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay khi mẹ có bất cứ băn khoăn hay gặp phải bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn đừng quên nhấn nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Kiến thức mẹ bầu. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.